Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thu hồi phù hiệu 76 ô tô kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn do vi phạm tốc độ quá 5 lần trên cự ly 1.000 km. Trong số này, có nhiều xe vi phạm hơn 100 lần trên 1.000 km như xe tải biển kiểm soát 49C15114 của nhà xe Minh Phùng, vi phạm tổng cộng 197 lần trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023. Xe du lịch biển kiểm soát 60F00344 của nhà xe Trọng Minh vi phạm 324 lần trong 2 tháng. Đợt này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định hủy phù hiệu của 59 phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải. Do chấp hành nộp trả phù hiệu xe vi phạm về Sở Giao thông Vận tải, các phương tiện đã bán nhưng không chấp hành việc nộp trả phù hiệu. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cũng vừa có quyết định thu hồi phù hiệu 5 ô tô kinh doanh vận tải của Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Hàng hóa và Hành khách Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Anh Thạch. Lý do trong tháng 11 năm 2023, các xe đã 5 lần vi phạm tốc độ trên 1.000 km xe chạy. Các xe bị thu hồi phù hiệu là xe container, xe đầu kéo, xe tải, xe buýt,